Tử vi 12 con giáp trong tháng 10 âm, tí được lộc trời cho, tị có cuộc sống viên mãn. Hãy cùng xem chuyện tài vận tinh duyên và sức khỏe của 12 con giáp sẽ thay đổi ra sao trong tháng 10 âm, tức tháng 11 dương này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng này, tài vận của người tuổi tí được cho là sẽ có cải thiện và sẽ ở mức ổn định, nên bạn không cần lo về chuyện tài chính. Hãy nắm bắt các cơ hội tốt đến với mình và nỗ lực hết sức. Bạn sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Đặc biệt vào giữa tháng, người tuổi Tý sẽ gặp được lộc trời cho bất ngờ nên biết để nắm bắt. Tuy nhiên theo các chuyên gia phong thủy, đừng nên quá tham lam, hãy biết đủ và chăm sóc cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn vì chúng đang có dấu hiệu đi xuống. Hãy cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Tuổi Sửu. Đây là một tháng tương đối may mắn về chuyện tài chính của người tuổi Sửu. Họ được cho là sẽ có nguồn thu nhập tốt ở công việc hiện tại. Ngoài ra, tháng 10 âm này cũng là thời điểm tuyệt vời để người tuổi Sửu đầu tư vào các dự án tài chính ngắn hạn. Về mặt sức khỏe, tuổi Sửu không có gì cần lo lắng. Nhưng vì là những con người nghiện công việc, họ vẫn nên quan tâm nhiều hơn để duy trì tình trạng tốt như hiện nay. Bên cạnh đó, tuổi Sửu cần quan tâm hơn về chuyện tình cảm hôn nhân vì có thể bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn với người thân. Tuổi Dần. Tháng 10 âm với người tuổi dần khá xuôi trèo mát mái, tài lộc tăng dần đều, giúp họ không cần phải lo lắng về chuyện tài chính. Tất nhiên, tiền bạc luôn đi kèm với thách thức. Để có được thu nhập tốt, họ phải rất nỗ lực và biết nắm bắt các cơ hội tốt để thành công. Do đó, một vài xích mích nhỏ với người khác hay vài giai đoạn thăng trầm trong tháng sẽ là điều khó tránh khỏi. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi dần nên kiểm soát việc chi tiêu tốt hơn và nên quan tâm đến sức khỏe thể chất của mình. Tuổi Mão. Chuyện tài vận trong tháng 10 âm của người tuổi Mão không có vấn đề gì, họ vẫn kiếm được tiền từ những nguồn hữu hạn. Tuy nhiên, cần phải kiểm soát việc chi tiêu vì đang có xu hướng tiêu phóng tay. Sự nghiệp của họ khá trơn tru, tuy nhiên tuổi Mão có vẻ đang mất kiên nhẫn với công việc và đây là điều không tốt chút nào và khiến sếp của họ phải thất vọng. Lời khuyên được đưa ra cho tuổi Mão là cần chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao hơn, có thái độ đúng đắn với công việc thì sẽ thu được nhiều thành tựu hơn. Những người tuổi Mão độc thân cũng cần cởi mở hơn vì tâm trạng của họ trong giai đoạn này thường thiếu ổn định và khiến người khác khó tiếp cận. Tuổi Thìn, nói chung trong cả tháng, từ tài lộc, sự nghiệp, sức khỏe hay tình duyên của tuổi Thìn trong tháng 10 âm này đều ở mức khá, không có gì cần lo lắng. Nhưng trong khi nửa đầu tháng 10 âm, tài chính của tuổi Thìn sẽ ở mức ổn định thì trong nửa sau của tháng, họ cần cẩn thận hơn vì những vấn đề mới và các mâu thuẫn của họ với người khác sẽ dần xuất hiện. Nên nhớ, hãy khoan dung và thấu hiểu người khác hơn, tự dưng những vận hạn của họ cũng sẽ mất đi. Đặc biệt vào cuối tháng, họ cần cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Tuổi Tỵ. Đây là một tháng viên mãn với người tuổi Tỵ. Vì dường như mọi điều họ mong muốn đều sẽ trở thành hiện thực, đặc biệt là về chuyện tài chính. Họ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ nơi làm việc nên có thể dễ dàng vượt qua những khó khăn. Với những người tuổi Tỵ sinh năm 1953 có thể sẽ có mâu thuẫn với gia đình, được khuyên là nên lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau và không nên có quan điểm cực đoan. Với những người tuổi Tỵ sinh năm 1977 cần cẩn trọng hơn trong việc cho vay tiền hoặc đầu tư vào các dự án có tính rủi ro cao. Trong khi đó, những người tuổi Tỵ sinh năm 1965 thì nên đi du lịch để cải thiện vận may. Còn tuổi Tỵ sinh năm 1989 thì nên sống gần thiên nhiên hơn để có thể thư giãn sau thời gian dài công hiến cho công việc. Tuổi ngọ Nói chung trong tháng này, đường tài vận của người tuổi ngọ chỉ ở mức trung bình. Họ được giao nhiều công việc nên đôi khi sẽ rơi vào tình trạng quá tải. Tuy nhiên tuổi ngọ có quý nhân phù trợ trong tháng nên cũng sẽ vượt qua những khó khăn tương đối dễ dàng. Lời khuyên đưa ra là họ nên tập trung cho những thứ tự được ưu tiên nhất để tăng hiệu quả cho công việc. Bên cạnh đó, tuy không may mắn trong chuyện tài chính, nhưng như người ta nói đen bạc đỏ tình tuổi ngọ lại gặp may trong đường tình duyên những người độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình và tiến đến một mối quan hệ ổn định lâu dài tuổi mùi trong tháng này người tuổi mùi có khả năng sẽ chi tiêu những khoản tiền lớn cho các món đồ có giá trị do đó hãy cân nhắc nhu cầu của bản thân và tình hình tài chính để tránh rơi vào tình trạng nợ nần đặc biệt tuổi mùi đang có họa tiểu nhân nên đừng buôn chuyện với đồng nghiệp nhất là những chuyện riêng tư hay bình luận về người khác, vì sự vô tư và bất cần của bạn có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Về đường tình duyên, những người tuổi Mùi độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình nhưng cần cẩn trọng với mọi quyết định. Tuổi Thân. Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng này, tuổi Thân sẽ gặp cả may mắn và thử thách. Trong nửa đầu tháng, công việc của họ sẽ tiến triển rất thuận lợi, nhưng vào nửa sau của tháng, một số vấn đề sẽ xuất hiện và họ cần phải tỉnh táo hơn mới có thể giải quyết thấu đáo. Tuyệt đối không đầu tư vào các dự án theo lời khuyên của người khác, nếu không khi xảy ra chuyện bạn sẽ phải tự mình giải quyết các rắc rối mà chẳng biết trách ai. Về đường tình duyên, những người tuổi thân độc thân sẽ có cơ hội gặp được một nửa của mình. Vì thế hãy mở rộng trái tim và đón nhận những chuyện tốt lành nhé. Tuổi Dậu. Trong tháng này, từ chuyện công danh sự nghiệp tình yêu cho đến tiền tài của người tuổi dậu đều ở mức trung bình khá, không có gì cần lo lắng. Tuy nhiên, tuổi dậu được khuyên là hãy cẩn trọng hơn trong các quyết định nhảy việc cũng như từ chức vì khả năng họ gặp được những may mắn bất ngờ là không cao. Trong chuyện tài chính, nên cân nhắc đến việc chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn, đừng vì những lời quảng cáo hấp dẫn mà mua các đồ không cần đến. Về chuyện sức khỏe, tuổi dậu sẽ khỏe hơn nếu từ bỏ được các thói quen xấu như thức khuya và dùng nhiều đồ uống có cồn. Còn về tình duyên, những người tuổi dậu độc thân nên năng tham gia vào các hội nhóm để tăng khả năng gặp được người phù hợp với mình. Tuổi tuất Trong tháng 10 âm này, người tuổi tuất được cho là sẽ gặp may trong đường tài lộc, gặt hái được thành quả từ những dự án mà bạn đã nỗ lực thực hiện trước đây. Song về mặt sức khỏe, họ sẽ gặp phải một số vấn đề. Tránh lui tới những nơi nhiều âm khí, năng rèn luyện thể chất, bổ sung đủ dinh dưỡng và làm việc vừa phải là những việc họ nên làm. Theo các chuyên gia phong thủy, để thu hút nhiều vận may hơn, người tuổi tuất nên lui tới những nơi vui vẻ, sôi động, chứa nhiều năng lượng tốt. Những người tuổi tuất độc thân thì có khả năng gặp được một nửa của mình, trong khi những người mới lập gia đình có thể sẽ có tin vui. Tuổi hợi Tháng này, đường tin duyên của tuổi hợi sẽ có những khởi sắc bất ngờ. Trong khi đó, do đã không quan tâm đến sức khỏe trong một thời gian dài, nên đây là lúc tuổi hợi phải gánh chịu hậu quả. Chính vì thế, họ cần phải chú ý hơn về vấn đề sức khỏe. Về chuyện sự nghiệp, tuổi hợi có khả năng thay đổi vị trí hoặc môi trường làm việc, vì thế cần phải điều chỉnh thái độ đúng lúc, nỗ lực và cẩn trọng hơn để tăng cơ hội được cất nhắc cũng như thành công. Bên cạnh đó, do thường có thói quen phóng tay chi tiêu, nên tuổi hợi cũng cần cẩn thận hơn trong chuyện tiền nong. Mời quý vị tính giả cùng đến với tâm sự có tiêu đề người yêu nói phải có nhẫn kim cương mới cưới. Tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo, những tưởng thành công, thì không ngờ lại phát hiện ra một chuyện đau đớn. Ở khu công nghiệp chỗ tôi làm có rất nhiều cô gái chưa chồng, tôi lại là của hiếm, nên có rất nhiều cô nàng theo đuổi. Nhưng tôi chẳng ưa một ai. Chỉ đến khi gấm xuất hiện thì tôi biết mình đã tìm được một nửa. Gấm xinh đẹp hiền lành, giọng nói rất nhẹ nhàng, khiến cho tôi thực sự bối rối mỗi khi gặp em. Phải mất một tháng làm quen và ba tháng đầu tư, tôi muốn có thể cư đổ em. Từ khi Gấm nhận lời yêu, tôi hạnh phúc vô cùng, cuộc đời tôi như là bước sang một trang mới. Yêu nhau được một thời gian, sau bị kẻ khác hớt tay trên, nên tôi ngỏ lời cầu hôn Gấm. Thế nhưng em bảo phải có những kim cương cầu hôn thì em ấy mới cưới làm chồng. Nghe người yêu nói tôi hơi buồn, không ngờ trong mắt em tình yêu của tôi không bằng chiếc nhẫn kim cương. Nhưng sợ mất em nên tôi hứa là sẽ kiếm nhiều tiền để mua nhẫn kim cương tặng em. Từ nhỏ đến lớn tôi đâu có biết nhẫn kim cương đắt rẻ, thật giả như thế nào. Khi vào mạng thì thấy họ quảng cáo có đủ các loại kim cương nhân tạo từ giá 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Rẻ chắc là hàng không chuẩn nên tôi chọn chiếc nhẫn kim cương 46 triệu đồng là mục tiêu phấn đấu. Đưa từ công vi 12 mỗi con giáp được trong triệu tháng đồng. Tháng 10 âm. Từ trước đến nay làm tí. được đồng nào dư giả thì đều gửi, nuôi em ăn học. Sau khi tính toán kỹ tôi quyết định từ ngày mai sẽ làm tăng ca nhiều hơn và dành ra mỗi tháng 10 triệu đồng. Như thế chỉ khoảng nửa năm tôi sẽ cầu hôn được gấm. Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau khi làm xong việc ở công ty, tôi chạy đến quán phục vụ cà phê giúp cho cô họ của tôi. Ngày nào cũng tầm 18 tiếng, tuy mệt lắm, nhưng cứ nghĩ đến lấy được người con gái xinh đẹp thì tôi có thêm động lực. Từ khi làm thêm, thời gian gặp người yêu ít dần, nhưng gấm vẫn luôn động viên tôi mỗi ngày qua điện thoại. Thời gian trôi qua thấm thoát cũng được 3 tháng, tôi cũng sắp tiết kiệm được số tiền đúng như mục tiêu đã định. Cho đến một ngày đang làm việc tôi mệt mỏi vô cùng, ngất đi lúc nào cũng không biết. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ và em gái. Mẹ khóc rất nhiều. Bà bảo sao tôi không biết chăm sóc sức khỏe để biến thành thân hình, tiêu tụy thế này. Em gái tôi buộc miệng khóc nấc lên, hỏi tại sao tôi bị ung thư máu mà lại giấu gia đình chịu khổ một mình như vậy. Câu nói của em khiến tôi chết lặng, phải một lúc lâu tôi mới lấy lại được tinh thần. Tôi như người điên lao ra khỏi phòng bệnh chạy nhanh đến phòng trực của bác sĩ, hỏi về thực hơi chuyện ung thư máu. Bác sĩ không giấu giếm mà khẳng định đúng là tôi đang bị ung thư máu ở giai đoạn đầu. Bác sĩ nói trong cơ thể tôi có tế bào ung thư, nhưng do tôi làm việc nhiều không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống kém dẫn đến sức đề kháng kém, khiến cho bệnh tật có điều kiện phát triển mạnh. Chưa kịp thích ứng với căn bệnh quái ác trong cơ thể, Tôi đã bị dán một đòn đau đớn, đó là người yêu tôi đến thăm, nhưng cô ấy không đi một mình mà lại đi với người đàn ông khác. Nhìn hắn ta giàu có và phong độ hơn tôi rất nhiều, hai người họ cười nói rất thân mật với nhau. Dường như gấm cố tình thể hiện tình cảm ra mặt để tôi biết khó mà lui. Chỉ vì muốn có được chiếc nhẫn kim cương mà tôi phải đánh đổi sức khỏe của mình. Rồi người yêu vẫn mất, không biết trên đời này có ai bù quán như tôi không đây? <laughs>